So với dự báo ngày 21 tháng 7, hiện nay, bão số 2 đã tăng lên 2 cấp, cấp 10, giật cấp 12 và di chuyển hướng vào Quảng Ninh, Hải Phòng thay vì tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đảo Bạch Long Vĩ, Quảng Ninh đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khoảng 10 giờ sáng nay, ngày 22 tháng 7, bão số 2 có vị trí vào khoảng 19,8 độ vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía đông nam. Bão mạnh cấp 9, cấp 10, 75 đến 102 km/h, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Trong những giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc và tiếp tục mạnh lên. Khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 7, bão số 2 có vị trí 20,7 độ vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 110 km về phía đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và tiến sát vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.